Quý cô bác tuổi Bính Ngọ kính mến, mình là tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các bậc thầy tử vi đã tiết lộ rằng năm Giáp Thìn 2024 là một năm có nhiều biến động, hung cát ẩn tàng đối với quý cô bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, mệnh Thiên Hà Thủy. Và vận trình của quý cô bác làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội cho mình, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác tuổi Bính Ngọ cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Vâng, quý cô bác tuổi Bính Ngọ kính mến, để hiểu về vận trình của mình, ta cần xét theo thiên can và địa chi. Tuổi Bính Ngọ có thiên can là Bính Hỏa, địa chi là Ngọ Hỏa. Tuổi Bính Ngọ theo hệ ngũ hành thuộc mệnh Thủy, Thiên Hà Thủy, tức nước trên trời, bước sang năm 2024 âm lịch, năm của Giáp Thìn, có thiên can là Giáp Mộc, địa chi là Thìn Thổ. Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, thiên can Bính Hỏa gặp Giáp Mộc cho thấy, mà Mộc lại xuất sinh cho Hỏa. Thiên can đại diện cho ý trời, trong năm quý cô bác có cơ hội làm ăn lớn, công danh, sự nghiệp cứ thuận đà mà phất lên. Người làm công ăn lương có cơ hội ôm được tiền tỷ về tay, thăng chức, tăng lương, tiền tài rủng rỉnh. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán, dễ được thần tài mở kho ban lộc, buôn may bán đắt, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu sang phú quý, khiến người người kính nể. Xét về địa chi cho thấy, địa chi Ngọ Hỏa gặp Thìn Thổ, mà Hỏa lại xuất sinh cho Thổ, trong năm quý cô bác chỉ cần thuận thế mà làm ăn, ắt sẽ có thành quả lớn thu về. Người làm công ăn lương, cứ hoàn thành tốt công việc của mình, sẽ có quý nhân trợ mệnh, thần tài chỉ đường dẫn lối. Người làm ăn kinh doanh, cần lên cho mình kế hoạch cụ thể, để tìm cho mình những cơ hội tốt. Tuy nhiên, xét theo hệ ngũ hành cho thấy, người tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, gặp năm Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, mà Hỏa lại khắc với Thủy. Chính vì vậy mà trong năm 2024 âm lịch tới đây, vận trình của quý cô bác vẫn sẽ có những khó khăn nhất định, nếu không cẩn thận nhiều người còn rơi vào cảnh nợ nần, phá sản, tiền bạc đội nón ra đi, nghèo khổ, túng quẫn. Vậy, vận số của quý cô bác sẽ ra sao, công danh sự nghiệp sẽ biến động thế nào, tài lộc liệu có được may mắn hay không? Ngay bây giờ sẽ là luận giải chi tiết. Phật Tổ chiếu mệnh, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, được lộc tổ tiên, đổi đời cực đỏ, cực giàu, tiền đầy chạm nóc, giàu nhất họ trong năm 2024. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Theo tử vi vận mệnh cho biết, Bính Ngọ là những người tốt bụng, đáng mến và tràn đầy nhiệt huyết, có thể tỏ ra kiên cường và nghiêm khắc khi cần. Họ rất thông minh và tự tin, có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người trong số họ trở thành lãnh đạo. Khi đảm đương cương vị người đứng đầu hay ông chủ, ngựa được cấp dưới đánh giá cao và yêu mến, trái tim nhân hậu cùng những đòi hỏi khắt khe là sự kết hợp hoàn hảo. Vừa khiến họ được nhân viên quý mến, vừa giúp hoàn thành rất tốt rất nhiều công việc, họ rất dễ bị phân tâm và không phù hợp với những nhiệm vụ phải lập đi, lập lại. Họ thích mạo hiểm và hiếm khi chấp nhận sự giám sát từ những người khác, kể cả là từ cấp trên. Cuộc sống của họ không ổn định, họ thường nay đây, mai đó, để đạt được thay đổi họ có thể dùng đến vũ lực và sức mạnh ý chí tuyệt đối. Tính cách độc đoán khiến họ có thể thành công lớn hoặc thất bại thảm hại. Bính Ngọ là người có khả năng quan sát tài tình, nhất là trước sự vật, sự việc mới, họ cũng có đầu óc kinh doanh khá nhạy bén và linh hoạt, luôn đưa ra được những ý kiến độc đáo đối với công việc làm ăn hoặc vấn đề quản lý. Tính cách cởi mở và quyết đoán là hai yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của họ. Người tuổi Bính Ngọ có đời sống tinh thần phong phú, có lý tưởng cao đẹp và không sợ khó khăn, gian khổ. Họ thích được tự sắp xếp công việc của mình, luôn phấn đấu để có địa vị cao trong xã hội. Nếu được sao tốt tương trợ, họ có thể tạo dựng được sự nghiệp đáng kể. Ngược lại, họ khó có được cơ hội để phát huy năng lực của mình. Những người tuổi Bính Ngọ có trách nhiệm và sốt ruột, sốt gan trong công việc, dốc sức hết mình vào công việc. Tuổi Bính Ngọ thường là người của công chúng có đóng góp rất lớn ở trong đời. Một số công việc họ phù hợp chính là giảng viên, nghệ sĩ, nhà tư vấn hay những nhà lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm được cấp dưới nể phục. Bính Ngọ luôn muốn hình ảnh của mình thật đẹp trong mắt mọi người. Một số người tuổi Bính Ngọ có tính cách hai mặt hoàn toàn trái ngược với nhau. Họ cẩn trọng khiêm tốn tại nơi đông người, thế nhưng khi ở một mình, họ có thể làm những việc không giống ai. Họ thích có địa vị xã hội, thích hình ảnh của mình được nâng lên trong mắt người khác. Họ thích tự sắp xếp cuộc sống của mình và đề ra những yêu cầu rất cao đối với chất lượng cuộc sống.
vận niên tuổi Bính Ngọ trong năm 2024. Theo thầy tử vi luận giải, tuổi Bính Ngọ năm 2024 trung bình, bình an chọn năm. Trong năm bạn sẽ đón được những thay đổi trong cuộc sống của mình. Dù có những thay đổi tuy nhiên, nam tuổi Bính Ngọ vẫn sẽ có được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ những người xung quanh, đặc biệt là từ gia đình và bạn bè. Tâm hồn lạc quan, sự kiên trì và nỗ lực chính là điểm mạnh, giúp nam Bính Ngọ vượt qua mọi khó khăn và thành công trong cuộc sống. Tứ trụ tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2024. Thiên vượng, địa xung, luận tử vi nam Bính Ngọ năm 2024, thấy phương diện công việc làm ăn của tuổi này khá tốt, tuy nhiên Bính Ngọ cần lưu ý về sức khỏe nhiều hơn. Chiếu theo sự vận chuyển của năm Bính Ngọ, đối với năm 2024, dự báo công việc làm ăn khá tốt và có sự tăng tiến trong sự nghiệp. Việc mưu cầu về phương diện tiền bạc cũng khá hành thông, tuy sức khỏe có đau ốm thế nhưng cũng nhanh khỏi. Nói chung, vận khí của người tuổi Bính Ngọ có thăng, có trầm, bản mệnh đón nhận đồng thời các cơ hội lẫn thách thức, phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy đến trong năm. Dù gặp khó khăn cũng đừng vội chùn bước bỏ cuộc, cứ quyết tâm theo đuổi thì cuối cùng cũng nếm được trái ngọt xứng đáng, tài chính không cần phải lo lắng dễ có của ăn, của để. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và sao hạn tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về thiên can. Thiên can Bính thuộc hành hỏa, người tuổi này gặp thiên can Giáp thuộc hành mộc của năm 2024 là bình hòa. Do đó xem tử vi năm 2024 Bính Ngọ, về công việc thấy khó được như mong muốn, dự báo không được khởi sắc. Về ngũ hành mộc của thiên can năm, gặp ngũ hành hỏa của thiên can tuổi là quan hệ tương sinh, nên người tuổi này công việc có sự giúp sức của quý nhân, sự mở mang cũng nhiều thuận lợi và may mắn. Xét về địa chi. Người sinh năm này địa chi Ngọ, gặp địa chi Thìn của năm Giáp Thìn là mối quan hệ chủ về bình hòa. Đây là năm người tuổi Ngọ công việc có nhiều thay đổi. Với những công việc quan trọng trong năm Giáp Thìn, chủ về bản thân phải tiêu pha nhiều và cũng khó có thể thu hồi được về vốn liếng ngay. Bên cạnh đó, ngũ hành địa chi tuổi và năm địa chi Thìn là sinh xuất, thế nên chủ mệnh có thể hao tổn nhiều về sức khỏe cũng như tiền bạc trong năm Giáp Thìn. Xét về ngũ hành. Ngũ hành của người tuổi này thuộc thủy, gặp năm Giáp Thìn 2024, ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng quan hệ sinh xuất. Trong năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh này có thể gặp nhiều bất lợi về hao tổn sức khỏe không tốt, khó khăn đưa tới cho các công việc. Tuy nhiên, trong năm người bạn mệnh thủy cũng có được một số kết quả công việc như ý muốn và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Ngoài ra, tháng năm âm lịch của người tuổi này chú ý về công việc có nhiều chuyện phiền muộn hoặc là tiền bạc phải chi tiêu nhiều. Xét về cung phi. Người tuổi này cung phi đoài có ngũ hành kim, gặp năm 2024 cung phi chấn thuộc hành mộc là tương ứng với khí tuyệt mệnh. Theo đó, công việc của người cung đoài năm 2024 khó giải quyết dây dưa nhiều chuyện. Xét tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2024 về sức khỏe cho thấy, sức khỏe của nam mệnh bị ảnh hưởng về tình cảm của vợ chồng thiếu đồng lòng. Cung phi của tuổi có ngũ hành xung khắc với cung phi của năm 2024, vì vậy trong năm cả tiền bạc lẫn công việc đều khó thuận ý. Về công việc thời gian này bạn cần chú ý tới các mối quan hệ xã giao của bản thân, hạn chế gây thù chuốc oán với người khác. Khi tham gia vào các cuộc tranh luận hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, tránh nói năng, hành xử nóng đầy đắc tội với người khác, đẩy mọi việc sẽ rơi vào bế tắc. Về tiền bạc, làm ăn kinh doanh cũng diễn ra khá khó khăn, đòi hỏi bản mệnh phải kiên trì với mục tiêu của mình, đặc biệt khi gặp phải đối thủ cạnh tranh. Bạn cần có cách hành xử phù hợp hơn, không nên vội vàng tin theo hoặc chạy theo bước chân của người khác, làm những việc không chính đáng để kiếm lợi về mình. Đến cuối năm, vận trình có dấu hiệu hòa hoãn hơn, giúp những ai làm ăn chân chính sẽ có thể được đền đáp tương xứng. Đương số có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó, bạn nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ tới việc chơi bời hưởng thụ hoặc tham gia vào các trò đỏ đen, kẻo tiền mất, tật mang. Về tình cảm, cát khí sụt giảm mạnh khi vợ chồng các thành viên trong gia đình không tìm được tiếng nói chung, đã đến lúc bản mệnh hạ cái tôi của mình xuống. Để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, hạn chế những hiểu nhầm không đáng có, chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Có thể những khác biệt thế hệ khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình, thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong gia đình. Tuy nhiên, mọi việc vẫn có thể cứu vãn nếu bạn chịu thay đổi bản thân. Nếu vẫn còn coi trọng gia đình, bạn nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Để có thể tìm được cách hành xử hợp lý hơn,
Khi biết quan sát vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó giải quyết như tưởng tượng nữa. Về sức khỏe, điểm sáng nhất trong tử vi năm 2024 của tuổi Bính Ngọ là phương diện sức khỏe hầu như không bị tác động nhiều, đương số duy trì được thể trạng khỏe mạnh, ít đau ốm, bệnh tật, nguy hiểm. Để có thể duy trì được tình trạng này, bạn nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết, hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao, không nên dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động vui chơi giải trí hoặc là làm việc quá sức. Sao hạn tuổi Bính Ngọ phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tử vi 2024 Bính Ngọ, nam mạng, gặp sao Thái Dương là một phước tinh. Sao Thái Dương chiếu tử vi nam mệnh tuổi Bính Ngọ là một phước tinh, thế nên phương diện công danh, sự nghiệp, gặp dịp phát triển, cuộc sống an khang, thịnh vượng, đây cũng là sao chiếu chủ về làm ăn kinh doanh phát đạt, sự nghiệp không ngừng tăng tiến và nhiều may mắn. Những tháng tốt nhất của năm là vào tháng 6, tháng 10 âm lịch. Vận hạn tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 nam mạng, gặp hạn thiên la là đại hạn. Luận giải tử vi năm 2024 tuổi Bính Ngọ nam mạng cho thấy, hạn thiên la, sức khỏe của bản mệnh không được tốt. Chủ mệnh trong năm sức khỏe chủ về ốm đau hoặc là bệnh tật và lâu ngày khó khỏi, bên cạnh đó thì tinh thần cũng luôn ở tình trạng bất an. Xét về ngũ hành. Ngũ hành của người tuổi này thuộc thủy, gặp năm Giáp Thìn 2024, ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng quan hệ sinh xuất. Trong năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh này có thể gặp nhiều bất lợi về hao tổn sức khỏe không tốt, khó khăn đưa tới cho các công việc. Tuy nhiên, trong năm người bạn mệnh thủy cũng có được một số kết quả công việc như ý muốn và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Ngoài ra, tháng 5 âm lịch của người tuổi này chú ý về công việc có nhiều chuyện phiền muộn hoặc là tiền bạc phải chi tiêu nhiều. Sao chiếu mệnh năm 2024 tuổi Bính Ngọ nữ mạng gặp sao Thổ Tú là một thổ tinh. Người tuổi này trong năm Giáp Thìn gặp Thổ Tú chiếu mạng nên công việc có thể gặp trở ngại, cẩn thận miệng tiếng xung khắc, có người ném đá giấu tay, xuất hành không được lợi. Gia đạo trong năm có nhiều bất hòa, thua lỗ kinh doanh chăn nuôi, sức khỏe của bản thân yếu, xấu nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Vận hạn tử vi tuổi Bính Ngọ nữ mạng, sinh năm 1966, trong năm 2024 là hạn Diêm Vương, đây là một đại hạn. Tử vi năm 2024 Bính Ngọ nữ mạng gặp hạn Diêm Vương chủ về thư kiện, đưa tới những bất lợi cũng như mất mát về tiền bạc. Trong quan hệ vợ chồng cần lưu tâm vì dễ có chuyện bất hòa, nữ mạng sinh đẻ năm này có thể gặp nhiều chuyện bất lợi, mưu cầu kinh doanh làm ăn đón được tài lộc. Vậy, xét năm 2024 này tuổi Bính Ngọ sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện chính ngay sau đây. Xét về ngũ hành. Ngũ hành của người tuổi này thuộc thủy, gặp năm Giáp Thìn 2024, ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng quan hệ sinh xuất. Trong năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh này có thể gặp nhiều bất lợi về hao tổn sức khỏe không tốt, khó khăn đưa tới cho các công việc. Tuy nhiên, trong năm người bạn mệnh thủy cũng có được một số kết quả công việc như ý muốn và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Ngoài ra, tháng 5 âm lịch của người tuổi này chú ý về công việc có nhiều chuyện phiền muộn hoặc là tiền bạc phải chi tiêu nhiều. Xét về ngũ hành. Ngũ hành của người tuổi này thuộc thủy, gặp năm Giáp Thìn 2024, ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng quan hệ sinh xuất. Trong năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh này có thể gặp nhiều bất lợi về hao tổn sức khỏe không tốt, khó khăn đưa tới cho các công việc. Tuy nhiên, trong năm người bạn mệnh thủy cũng có được một số kết quả công việc như ý muốn và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Ngoài ra, tháng 5 âm lịch của người tuổi này chú ý về công việc có nhiều chuyện phiền muộn hoặc là tiền bạc phải chi tiêu nhiều. Xét về ngũ hành. Ngũ hành của người tuổi này thuộc thủy, gặp năm Giáp Thìn 2024, ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng quan hệ sinh xuất. Trong năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh này có thể gặp nhiều bất lợi về hao tổn sức khỏe không tốt, khó khăn đưa tới cho các công việc. Tuy nhiên, trong năm người bạn mệnh thủy cũng có được một số kết quả công việc như ý muốn và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Ngoài ra, tháng 5 âm lịch của người tuổi này chú ý về công việc có nhiều chuyện phiền muộn hoặc là tiền bạc phải chi tiêu nhiều. Xét về ngũ hành. Ngũ hành của người tuổi này thuộc thủy, gặp năm Giáp Thìn 2024, ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng quan hệ sinh xuất. Trong năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh này có thể gặp nhiều bất lợi về hao tổn sức khỏe không tốt, khó khăn đưa tới cho các công việc. Tuy nhiên,
Trong năm người bạn mệnh thủy cũng có được một số kết quả công việc như ý muốn và nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân. Ngoài ra, tháng 5 âm lịch của người tuổi này chú ý về công việc có nhiều chuyện phiền muộn hoặc là tiền bạc phải chi tiêu nhiều. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, dù rất hăng hái, có quyết tâm cao và cũng khá tham vọng trong sự nghiệp, thế nhưng mà tinh thần ấy ngày càng giảm sút. Cảm xúc bất ổn khiến công việc của người tuổi Bính Ngọ gặp khá nhiều khó khăn trong năm 2024. Bạn thường đặt cái tôi của mình lên quá cao để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. Chính vì thế, bạn thường xuyên dùng lời nói để khiêu khích người khác, thiếu kiên nhẫn khi lắng nghe ý kiến của bạn bè và đồng nghiệp. Con giáp này thường tỏ ra nóng nảy, thiếu kiên nhẫn khi nghe thấy lời góp ý của người khác. Đôi khi vì thế mà mâu thuẫn mà đồng nghiệp nảy sinh, khiến bầu không khí nơi làm việc trở nên căng thẳng và trì trệ. Cục diện tương hại mang theo điềm báo tiểu nhân quấy phá, lại tác động gây chuyện thị phi, đương số mất quá nhiều thời gian xử lý công việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút, con đường thăng tiến vì thế mà lắm chông gai, nhưng không phải vì khó khăn mà nản lòng, sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng ngay thôi. Có thời điểm được cát tinh hội chiếu, nhất là tử vi đại cát tinh, tuổi Bính Ngọ nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Hãy tận dụng nhanh chóng và triệt để, thành công cũng được 7-8 phần. Điều quan trọng là bạn cần mở rộng lòng mình, có thái độ hữu hảo hơn với mọi người xung quanh. Khi bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của nhiều người hơn, trong đó ắt có người sẵn sàng chỉ cho bạn hướng đi để thoát khỏi bế tắc. Nhìn chung, đây sẽ là một năm nhiều thách thức với bản mệnh. Nếu khó khăn đã không thể tránh khỏi, thay vì buông xuôi, hãy cứ thẳng thắn đối mặt để khai phá tiềm năng của bản thân. Bứt phá giới hạn, chỉ khi rèn luyện cho bản thân khả năng thích ứng nhanh, bạn mới có thể giảm thiểu hung hiểm gây ra. Có điều cần hết sức cẩn trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản có liên quan tới pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt tiền mất, tật mang. Xét về phương diện tài lộc tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, trên phương diện tài lộc, bạn cũng khó nắm bắt được cơ hội làm giàu, bởi bạn đang mất quá nhiều thời gian để tranh chấp với người khác, nếu không thì cũng là quá vội vàng. Đánh giá không đúng tình hình, tự lâm vào tình huống phải dù tiền bạc để bù lỗ, khó khăn khách quan khiến lộ trình cầu tài của tuổi Bính Ngọ gặp không ít trở ngại, khiến áp lực kinh tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của cát tinh thần tài, cũng như đại cát tinh tử vi, con đường kiếm tiền làm giàu của đương số tuy có vất vả và căng thẳng, thế nhưng đổi lại sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, ít hoạch lại bất ngờ không quá nhiều may mắn, bạn tự làm, tự ăn không trông chờ vào vận may. Trong năm 2024, nguồn thu nhập chính có xu hướng gia tăng, các nguồn thu phụ cũng có nhưng không nhiều, người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương bất chấp tác động khách quan của thị trường. Người kinh doanh, buôn bán, nhất là liên quan tới lĩnh vực thiết yếu như dược phẩm, thực phẩm, đi lại thu về không ít lợi nhuận. Một số hạng mục có liên quan tới bất động sản và đầu tư chứng khoán cũng sinh lời tốt, quan trọng là phải chọn đúng thời điểm. Tuy nhiên, con giáp này nên cởi mở hơn với mọi người xung quanh, xây dựng nên quan hệ tốt đẹp với bạn hàng, đối tác, có như vậy thì mới khơi thông được dòng tiền, để tiền chảy vào trong túi đều hơn. Đôi khi bạn hãy phóng khoáng chịu thiệt một chút về mình, chú ý lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh mình, có như vậy thì mới thoát khỏi sai lầm chờ đợi vận may sẽ đến trong tương lai. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Gia đạo có nhiều điều bất ổn, khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình có sự xung đột khá mạnh, chủ yếu do tuổi Bính Ngọ không kiểm soát được cảm xúc là người khai mầu cho những trận tranh luận cãi vã, nếu tự chủ được gia đạo sẽ sớm được bình an. Các cặp đôi nảy sinh bất hòa vì cái tôi quá lớn, thậm chí đang giai đoạn mặn nồng cũng sẽ sinh ra giận hờn, cãi vã, coi chừng già néo đứt dây, khó mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Người độc thân tận dụng được hàm trì đào hoa tinh, có không ít người theo đuổi, thế nhưng đa phần là đào hoa kiếp, mang tới điểm thị phi, gây khổ nhọc về tinh thần, thậm chí trải qua chuyện đau buồn, vết thương lòng thì ngày càng sâu sắc. Chuyện tình cảm may rủi song hành với người đã lập gia đình, bạn thường xuyên cảm thấy buồn bực, khó chịu, thế nhưng lại không muốn tâm sự với nửa kia của mình. Hai bạn càng ngày càng không hiểu nhau khiến mối quan hệ cũng trở nên xa cách hơn hẳn, bạn trở nên thiếu lắng nghe, bỏ ngoài tai lời nói của người ấy. Thậm chí tìm cách dùng lời nói để tổn thương nửa kia, nếu cứ tiếp tục thế này quan hệ giữa hai người sẽ nhanh chóng đi tới cái kết buồn. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Bính Ngọ,
sinh năm 1966. Tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu suy giảm trong thời điểm này, chủ yếu là do bạn thường xuyên giữ trong lòng những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Dù bạn không mắc phải những căn bệnh nặng, nhưng lại thường mắc bệnh vặt vãnh kéo dài, tần suất ốm đau tăng dần, thậm chí với những người cao tuổi dễ bị đột quỵ, nguy hiểm tới tính mạng. Dưới tác động của hung tinh đương số đi đứng cẩn thận, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, kẻo dễ bị va quệt, xe cộ, nhẹ thì chảy máu, nặng thì phải động chạm dao kéo hoặc gặp nạn sát thân. Vì vậy bản mệnh cần nhắc nhở mình suy nghĩ vui vẻ, tích cực hơn, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể sẽ khiến bạn quen được với những người bạn mới, có những suy nghĩ mới về cuộc sống, đồng thời hãy ăn ngủ đúng giờ và khoa học hơn, tích cực rèn luyện thể dục, thể thao đúng giờ giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn. Quý vị thân mến, cùng trong một năm, thế nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng thế mà thay đổi. Ngay bây giờ xin mời quý cô bác tuổi Bính Ngọ hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Năm 2024, người tuổi Bính Ngọ phải chịu tác động của cục diện xung khắc, thế nên mọi mặt của đời sống đều có dấu hiệu đi xuống. Tuy nhiên tháng riêng vẫn là một tháng khá bình ổn đối với bản mệnh. Bởi qua bán hợp quý nhân tương trợ, trong sự nghiệp, bạn duy trì được sự nhiệt tình, hăng hái sẵn sàng chấp nhận thử thách nên dễ dàng được cấp trên coi trọng. Song con giáp này cần phải nhớ, chớ để sự nóng này khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay từ khi có thể. Tháng này, chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Kinh doanh buôn bán cần phải xông xáo, đi xa tìm hiểu thị trường sẽ rất có lợi cho bạn trong giai đoạn này. Nhưng dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã vội ra ngay. Tháng này, tình trạng sức khỏe của bản mệnh không được khả quan cho lắm, bản mệnh cần chú ý giữ gìn, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Bên cạnh ấy, nếu bạn có thể sắp xếp thời gian đi tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể thì sẽ tốt hơn, nắm được tình trạng cụ thể của cơ thể sẽ thêm phần an tâm. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tháng 2 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ dồn hết sức cho công việc của mình, bản mệnh vẫn duy trì được trạng thái làm việc năng nổ, nhiệt tình. Song vì khối lượng công việc quá nhiều nên ngày nào cũng rất bận rộn mà thành quả nhận được chưa chắc đã được như mong muốn. Thời gian này, tài lộc của bạn không có dấu hiệu gia tăng, vì thế chi tiêu cần phải tính toán chi tiết rõ ràng, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải đi vay mượn người khác. Điều đáng mừng là bản mệnh đang sở hữu một sức khỏe khá tốt, giúp bạn có thể bắt tay vào làm mọi việc mà không cần phải cân nhắc quá nhiều yếu tố của bản thân mình. Tình duyên như ý, nhờ nhị hợp thái tuế che chở, người độc thân có thể đón những mối nhân duyên cát lành, hứa hẹn sự phát triển thuận lợi. Những bạn đã gặp được một nửa của đời mình nên phải cố gắng vun vén mối quan hệ để có thể đồng hành bên nhau thật lâu, tình cảm là thứ chân quý. Thế nên dù có bận thế nào cũng phải cố gắng vun vén, dành thời gian cho nhau, đừng để đến khi mất đi mới hối tiếc thì cũng đã chẳng thể quay lại như ban đầu. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng 3 năm 2024 là thời điểm khá yên bình và ổn định đối với người sinh năm Bính Ngọ. Bản mệnh có thể dần dần giải quyết được hết những công việc còn tồn đọng trước đó. Trong quá trình này dù đôi khi vẫn gặp vài khó khăn, trở ngại, thế nhưng đó là điều tất yếu nếu bạn muốn trưởng thành và phát triển. Tháng này, do công danh, sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều khởi sắc, việc kinh doanh túc tắc vẫn có khoản thu về đều đặn, song nếu muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Tình hình tài chính khá yên ắng, vì vậy nên bản mệnh chớ vội đầu tư, hãy nghe ngóng rõ ràng tình huống xung quanh mình, chứ đừng sốc nổi nghe theo những lời rủ dê, dụ dỗ. Trong chuyện tình cảm, những người độc thân cần chủ động hơn nữa khi tiếp xúc với người khác giới, còn nếu cứ bị động đợi người tới với mình thì bạn rất khó tìm được người ưng ý. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Vận trình của người tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu cải thiện trong tháng 4 âm lịch này, do được các tinh nâng đỡ, những công việc nặng nề trước đây đã được giải quyết bớt. Bạn có thời gian để nghỉ ngơi, trau dồi kinh nghiệm và rút được những bài học từ thực tế. Ngoài ra có thể quý nhân sẽ giúp đỡ bạn đưa ra những giải pháp đúng đắn cho tương lai. Trên phương diện tài lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ chịu khó làm ăn, thì đến cuối cùng bạn sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Vận khí đang lên, bạn cần tích cực vươn lên, chủ động nắm bắt cơ hội tốt. Chỉ cần bản mệnh cầu tiến cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Không được nóng vội kẻo khiến vận may tan biến sẽ rất dễ hỏng việc. Vận trình tình cảm,
của bản mệnh có nhiều bất ổn, người độc thân thời gian này cũng không có gì tiến triển, khi bạn cũng không cảm thấy thoải mái với cuộc hẹn với người khác giới. Có khi bạn không nên cố gắng gồng mình lên quá làm gì, hãy thoải mái xem đó là một cuộc gặp gỡ bạn bè nói chuyện cho vui mà thôi. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Bản mệnh thể hiện sự năng động của mình trong cuộc sống, có nhiều người phải vất vả hơn khi so sánh với những người khác. Thế nhưng bù lại thành quả rất đáng nể, thời gian này bản mệnh có thể gặp một người thú vị trong lĩnh vực có liên quan tới công việc. Người đó mang đến cho bạn một số thông tin có giá trị, khiến bạn có thêm nhiều cơ hội. Đây là vận may của bạn, hãy nắm lấy và đừng bỏ lỡ. Tháng 5 âm lịch, bản mệnh chủ yếu gặp rắc rối là do bản tính nông nổi và hiếu thắng của mình. Bạn chỉ muốn làm theo ý mình nên không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Đó chính là lý do bạn thường xuyên mắc vào lỗi lầm, thậm chí là lỗi sai cũng không chịu sửa mắc đi, mắc lại nhiều lần. Chuyện tình cảm cũng có nhiều sóng gió bởi hai bên chưa thực sự thấu hiểu nhau, hai bạn cần dành thời gian để trò chuyện, lắng nghe quan điểm và cảm xúc của đối phương, từ đó tìm ra cách giải quyết hợp lý trong mọi việc. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tình hình tài chính của bản mệnh có dấu hiệu tăng trưởng rõ ràng trong tháng này, nhờ có các tinh chủ về tài lộc chiếu mệnh, nên nguồn thu chính được cải thiện đáng kể, bạn có thể được thưởng hoặc tăng lương vì những cống hiến trong công việc. Còn người làm đầu tư, kinh doanh vất vả ngược xuôi cũng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình. Tháng này cho thấy bản mệnh càng vất vả, càng phải bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Hơn nữa bản mệnh là người chịu thương, chịu khó nên sẵn sàng chấp nhận thử thách để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của tuổi Bính Ngọ thì lại không được lý tưởng như thế, có lẽ vì công việc quá bận rộn. Thế nên bạn thường xuyên làm việc với cường độ cao, bỏ bữa hoặc là ăn uống với đối tác, những hoạt động này đều gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, người tuổi Bính Ngọ vẫn cần phải quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bạn cần phải đi khám ngay. Chứ chớ nên chần chừ, do dự khiến bệnh trở nặng hơn. Khi tham gia giao thông bạn cũng cần chú ý quan sát. Nếu phải đi một chặng đường dài thì tốt nhất là không nên cầm lái. Tháng này trong công việc, bạn có thể phải gặp những vấn đề không được như mong muốn, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thể hiện bản thân với người làm lãnh đạo. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, các cặp vợ chồng trẻ đang dần tìm cách để hòa hợp với nhau. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, con giáp này phải chịu một vài áp lực trong cuộc sống, tài chính có dấu hiệu đi xuống. Trong khi đó, những việc cần chi tiêu thì lại không ngừng tăng lên, do vậy bản mệnh cần tiết chế, tránh mua những món hàng không thực sự cần thiết. Người làm đầu tư cũng tránh đưa ra quyết định vội vàng trong thời điểm này, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Trước khi có ý định rót vốn đầu tư vào đâu đó, bạn cần xác thực độ tin cậy của thông tin, đồng thời nhìn nhận sót thực lực của mình cũng như hoàn cảnh trước mắt. Về vấn đề sức khỏe, cũng là vấn đề bản mệnh cần lưu tâm trong tháng này, lúc này tỷ vị dễ bị tổn thương. Sức đề kháng cũng có dấu hiệu giảm sút khi bạn thức khuya quá nhiều hoặc làm những việc ở nơi có nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Ngoài ra, thời gian này vì lịch trình bận rộn, thế nên bản mệnh thường xuyên phải đi ra ngoài công tác lúc trời nóng nực, giữa nhiệt độ cao, dễ bị cảm nắng. Gặp các chứng bệnh về da nên chuẩn bị áo chống nắng, kính mát, khẩu trang đầy đủ để che chắn tối thiểu tác động của ánh nắng lên cơ thể của bạn khi đi ra ngoài. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Về tổng thể, vận trình của người tuổi Bính Ngọ trong tháng 9 âm lịch khá ổn định, sự nghiệp có những bước tiến nhất định. Những cố gắng từ trước đến nay có bản mệnh đã được công nhận, thậm chí còn có người có cơ hội được cất nhắc. Tinh thần làm việc hăng hái tích cực cũng sẽ xuất bản đạt được nhiều kết quả bất ngờ trong khoảng thời gian này, nhờ những dấu hiệu tích cực trong công việc nên tiền bạc cũng gia tăng. Người làm công ăn lương có cơ hội được thưởng nóng, trong khi đó người làm đầu tư, kinh doanh đưa ra được những quyết sách đúng đắn để mở rộng quy mô. Xây dựng mối quan hệ với các đối tác, bản mệnh thể hiện sự năng động của mình trong cuộc sống, có nhiều người phải vất vả hơn khi so sánh với những người khác. Thế nhưng bù lại thành quả rất đáng nể, thời gian này bản mệnh có thể gặp một người thú vị trong lĩnh vực có liên quan tới công việc. Người đó mang đến cho bạn một số thông tin có giá trị, khiến bạn có thêm nhiều cơ hội. Đây là vận may của bạn, hãy nắm lấy và đừng bỏ lỡ. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Bính Ngọ không đạt được nhiều thành công trong thời điểm này, song cũng không vướng phải nhiều rắc rối. Trên cơ bản bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên trạng thái tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn trước đó nhiều. Bạn cần lưu ý tập trung cho công việc, chớ nên để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc chỉ vì mình lơ là không chú ý.
Tình hình kinh tế không được khả quan lắm trong thời điểm này là bởi mức lương hoặc mức lợi nhuận không gia tăng. Nhưng bạn lại có nhiều vấn đề cần phải chi phí, tốt nhất hãy cân đối chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Tháng 11 âm lịch, bản mệnh không gặp được nhiều may mắn sau phải chịu tác động từ cục diện tương xung. Công việc nặng nề khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí có ý định từ bỏ. Hãy cố gắng quyết tâm vượt qua giai đoạn này, rồi mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó mà thôi. Với người làm công ăn lương, cơ hội để bản mệnh tăng tiến trong công danh, quyền lực đã đến, đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ. Tuy nhiên, đừng vì lợi ích của mình mà quên đi lợi ích của người khác. Nhớ rằng việc bạn làm là nên mang lại niềm vui cho nhiều người nhất có thể, nếu không sự ích kỷ của bạn sẽ phải trả giá trong tương lai. Tuy nhiên, không ít người trong tháng này lại tỏ thái độ hiếu thắng, thích tranh giành hơn thua với người khác từng chút một. Nếu trong vai trò người lãnh đạo, người ta sẽ đánh giá bạn là người hẹp hòi. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động, có lẽ vì đã quá bận rộn nên bạn gần như không còn thời gian mà quan tâm tới người khác nữa. Nếu đã là người có đôi có cặp, bạn vẫn nên dành thời gian quan tâm tới nửa kia, không nhiều thì ít, đừng để cảm xúc giữa đôi bên nguội lạnh. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2024, vận trình của người tuổi Ngọ vẫn không được thuận lợi cho lắm, bản mệnh cần đề phòng những kẻ đột nhập, tiếp cận ra vẻ thân thiết với mình, đó có thể là những kẻ đang có ý đồ lợi dụng bạn. Với tính khí thất thường và nóng nảy, bạn cũng không thích hợp đầu tư vào thời điểm này. Tốt nhất là ở những hạng mục lớn và quan trọng, hãy dành thời gian để xem xét vấn đề, đồng thời tăng cường thêm vốn hiểu biết cho mình. Trong chuyện tình cảm, riêng với những ai đã lập gia đình, việc dành quá nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp khiến bạn phải bỏ bê chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Nếu một nửa của bạn là người không chịu thông cảm thì hai người sẽ gặp rắc rối, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Ngũ hành xung khắc cho thấy, việc đặt công việc lên trên tình cảm đôi khi không thực sự sáng suốt, mối quan hệ trở nên căng thẳng, thậm chí là lạnh nhạt cũng sẽ phần nào hút đi năng lượng của bạn, gia tăng sự mệt mỏi. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người đến với nhau đều có duyên phận. Một người tình cờ gặp, cố mỉm cười cúi chào ta cũng là do duyên phận xưa kia. Có những người mới gặp ta đã quý mến, nhưng cũng có những người khiến ta trên muốn cáu bẩn, quát mắng họ mà thôi. Việc này được giải thích đơn giản là do duyên từ kiếp trước mà thành, vì mới gặp ta họ đâu biết ta là ai, tốt xấu thế nào mà ta đã phản ứng trong vô thức như vậy. Theo quan niệm Phật giáo, người với người gặp nhau cũng là vì một chữ duyên, và đặc biệt chính duyên tiền định đã xe duyên nên vợ chồng của một cặp đôi trong kiếp này. Trong kiếp luân hồi liên kết với nhau như những chiếc lò xo không có hồi kết, ta chẳng biết mình từng gặp gỡ và yêu thương hay ghê thổ chuốc oán với những ai. Chính những lời cầu nguyện, lời ước hẹn hoặc thậm chí là lời thề độc cũng có khả năng khiến chúng ta trở thành vợ chồng hiện tại. Vì thế, về cơ bản để trở thành vợ chồng ở kiếp này của nhau thì cả hai phải có mối quan hệ nhân duyên từ các đời trước trong vòng xoay luân hồi bất tận. Và nếu có điều gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại như vợ chồng yêu thương hay mâu thuẫn đều được giải thích từ những nhân duyên sâu xa là do tiền kiếp. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.